Hello mọi người, lại là mình Kim Phi ở đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp tục series cái lớn nó của bé này. Bắt cái này bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi là bắt cái này bé. Ui một con cá mới ấy. Cắn đuôi để lại đi, cắn đuôi con cá nhồng tiếp. Ui trời đấy, cắn phát ra. Ai à, đừng 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 đừng, cái mắt tôi, mắt tôi, mắt tôi, mắt tôi, mắt tôi. Vậy sao phải trả ra? Ai à, mắt tôi, mắt tôi. Mày dám? Mày dám ăn con cá mực chết tiệt kia. Mày phải trả giá. Mày đi cách. Ui dê, chết vào rồi. John Doria. Ui dồi, nhiều cá to quá. Thế chào ra. Tao xin chúng mày. Chúng mày chết ra đâu ra. À, mắt tôi. Mắt tôi. Mày sẽ phải trả giá. Mắt tôi, mắt tôi. Mày ạ, mày. Cay mắt quá. Perfect. Hungry hunter. Lại hả? Ê, mất tôi. Đi cắn đuôi đó tiếp thôi. Vui vui vui, mà đi cắn đuôi. Cắt tất cả hạt đường. Má nó đang cầm đi, đi cắn đuôi. Chúng ta đưa cá ra cắn kia thì lại nhìn đi đi. Ui. Ồ, nó tỏ bố đỏ cái con xa cá sư tử. Let's do it again. Hey, get back here! No! Thế này mình sẽ cố gắng. Mày! Mày! Yeah, mắt tôi! Mắt tôi! Cắn đuôi! Ôi! Đi mẹ, đi mẹ, thế mới tức chán. Rồi, làm lại à. Rồi, để con cá đó, con cá chạy mất rồi, con cá giờ mình chạy mất rồi.
Not enough power. Go bye. Tao đã bố mày cắn đuôi mày đi. Mày ra cấm chạy. Mày cấm chạy. Mày để cho tao. Vui rồi đấy. Đừng có mày đừng có. Mày có phun mực vào tao nữa được không? Tao tức lắm rồi á. Tao tức lắm rồi á. Mày có mà phun mực vào tao. Mày có mà phun mực vào tao. Cái mini lôi. Ô, quay mất, mình đã tăng kích thước rồi. Quay mất là mình đã tăng kích thước rồi. Ui rồi. Mày ấy, mày đây xin ơi. Phả bom. Miệng tao là cái nam châm. Vào hết vô vào. Do tao cho chúng mày vô miệng tao vào. Một số điểm hiện tại mình đang có đó chính là 24.438 điểm. Cùng tham gia thử thách video tại Shopee, tại app Shopee, chọn Shopee Game, chọn thử thách video, vượt qua 5 vòng nhận nghi quả hấp dẫn, đường. Phong càng chuẩn qua càng khủng. Lại để xong mình lại quay cam, ra chỗ giường. Mẹ đéo hiểu kiểu gì. Ha ha ha. Đi cắn đuôi. Con Barracuda chết rồi. Ha ha ha. Ê. Cắn đuôi. Cắn đuôi. Ha ha ha. Cắn đuôi. Ui rồi đấy. Cắn đuôi. Cắn đuôi. Nào ra học trai đi. Đây. Cây mất quá. Cây mất quá. Đi. Oh my god. Cây mất quá. Stop. Yes. Ôi ơi, còn phải có sữa chết tiệt này. Cây mất quá. Ây da. Kẹp con trai vì con sò nó kẹp vào lời. Rồi. Tao sẽ đớp hết clip của mày mày. Ây da. Cây mất tôi. Mất tôi. Chào. First Fury. Số điểm hiện nay mình đang có đó là 2569 điểm.
This app will let you use your phone as a projector. Download now for free and enjoy. Ui giời. Mình đâu có biết dùng mấy cái này đâu mà. À lại là cái trợ giúp này. Làm mấy con cá đứng im. Lại là cái trợ giúp làm mấy con cá đứng im. Cái gì 70 con á cái... 70 con á. What the fuck 70 con. Bonus, bonus, bonus. Yeah, mà màn này tên là bonus, bonus, bonus nha. Tức là màn này nó sẽ cho cả quả bom. Nó sẽ cho. Màn này nó sẽ cho cả bom vào. Màn này nó sẽ cho cả quả bom. Ôi trời bà. Đây là nhanh kia đi từ cái đồng hồ ra ngoài để cộng thêm thời gian. Rồi 66, 67, 68, 69, 70. Suýt nữa thì hết giờ. Xem mật khẩu wifi. Từ cái ứng dụng này thì được cái tích sự gì? Xem mật khẩu. Đấy, lại cái con cá nhiễm phóng xạ này. Này, cắn đuôi hết đi, cắn đuôi đó tiếp. Ui, mình bị trúng độc rồi. Ông kia phải tập 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 tập. Đúng rồi, giờ tới lượt mày. Giờ tới lượt... Nó cái tay con cá. Có vai lột lát à? Vâng, tay con cá kia khiến mình nó đi... nó khiến mình đi dập lùi. Đi dập lùi. Ôi đi. Thế cơ mà. Rồi. Đi cắt tóc tóc cắn đuôi mày. Mày cắn đuôi mày. Ôi trời, mình bị trúng độc rồi. Ôi lại ăn phải cá như phóng xạ rồi. Ghê quá. Khó tránh kìa. Điều này khó có thể tránh khỏi nhưng mà vì đây là một màn đặc biệt. Ôi đây, tránh xa nó ra, Mày tránh xa nó ra. Rồi. Ôi đây. Ôi đây, không xem bụi đen. Toàn màn đặc biệt. Toàn màn đặc biệt. Toàn những màn đặc biệt. Số điểm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tổng kết số điểm. Và số điểm hiện nay chúng ta đang có đó chính là 2783 điểm.
hai con của nó này. Ôi. Nhiễm phóng xạ nhá. Rồi. Đi đi. Ô sư, con cá nhiễm phóng xạ. Tôi ghét rồi. Sao lại tôi không thấy con cá đấy nhỉ? Trong quả PC nhá thì nó lôn ra chứ còn bản này thì ở đây nó lôn ra cả. Perfect. Và sức khỏe hiện nay chúng ta đang có đó chính là hai nghìn chín trăm hai mươi tám điểm. Cùng tham gia thử thách video tại Shopee, tại app Shopee, chọn Shopee Game, chọn thử thách video. Cái gì ai like đi? À là các bạn có chính sách gì? À cần cần kết ngay mà ca là đủ là cái màn này để cái màn này chỉ được ơi cầm mà cầm lên là mà chiến đấu với con cá nhồng này nào 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 lại đây cu đây là cu lại đây. Ui đợt. Yes. Yes. Lại đây. Yes. Cứ bị ăn tè nhá, chứ toàn bị ăn con này ăn thịt. Thank you.
Rồi, thế thì mình sẽ cố gắng vượt qua phần này. Cái chiếc tiền, cái con cá chân đồng chiếc tiền này lại được. Ê, đây, quay mặt lại kìa. Ôi, đi, nó quay mặt lại. Nó quay mặt lại. Rồi. Lại đây. Ui. Lại đây. Cả đây. Ui. Cổ xưa đó. Rồi. Chuẩn bị cắn đuôi hai con rồi lại. Rồi, chuẩn bị cắn con, cắn hai con lại. Cắn đấy. Biết là mình phải cắn sao chứ. Rồi, một, sau một con. Một con rồi, một phát cắn nữa. Một phát cắn. Hai phát cắn. Ba phát cắn. Một phát cắn nữa. Cuối cùng thì mình đã vượt qua được màn này. Màn này một cách dễ dàng. Ê, cái màn này cái kiểu của nó cho phải kiểu cho. Ui trời, lại là cái con cá cắn báo này. Rồi lại còn cho cả con cá nhiếc phóng xạ vào nữa. Đúng là còn vào mấy màn đặc biệt. Nào, cái cần câu rồi. Nào. Sao được. Được rồi. Đi câu cá nào. Đi câu cá rồi nào. Ui, ngọc trai một đêm. Đấy, sao không kêu luôn, để cái con cá nhân phóng xạ đi. Rồi. Ờ, mình cắn cái chân rồi mà sao này. Sau đó lại câu cả cái con cá. Ok. Yeah. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng tổng kết số điểm. Số điểm bây giờ chúng ta đang đó chính là 3073 điểm. Và như vậy chúng ta đã xong một tập nữa. Không phải lớn nhất là bé. Đấy rồi, không biết tập sau cái tập mới chúng ta anh cũng đã xem nhé. Và mình đã xem video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong video sau. Bye bye.